chị em cần thay đổi 5 điều này khi skincare thì da của mình sẽ từ tầm thường nâng cấp lên thành hoàn hảo. Xin chào tất cả mọi người, mình là Hải, hiện tại mình đang là quản lý của thẩm mỹ viện Sen. Chị em cần thay đổi 5 điều này khi skincare thì da của mình sẽ từ tầm thường nâng cấp lên thành hoàn hảo. Nếu skincare theo cách thông thường, làn da của bạn chỉ dừng lại ở mức nhìn được, nhưng nếu mà muốn có một làn da đẹp không tì vết thì hãy áp dụng 5 điều sau đây. Thứ nhất là dùng đồ skincare cho cả vùng cổ. Da mặt của mình thì sẽ luôn luôn được ưu tiên từ việc làm sạch, cấp ẩm cho đến đặc trị. Điều này thì cũng dễ hiểu, tại vì bởi vì gương mặt của mình sẽ là nơi mà chúng ta được nhìn quan tâm nhiều nhất. Tuy nhiên ở vùng da cổ thì cũng được cần quan tâm nhất định. Rất nhiều chị em đã bỏ qua cái khâu chăm sóc cho vùng da cổ. Đây là vùng da thì sẽ sớm xuất hiện các vấn đề về lão hóa. Muốn chăm sóc cho nó thì bạn không cần phải chăm sóc thêm quá nhiều sản phẩm. Chỉ cần khi chúng ta dưỡng da mặt thì sẽ bôi thêm một phần để xuống da cổ để chăm sóc cho làn da của chúng ta toàn diện hơn. Thứ hai là chuyển kem dưỡng môi thành sang loại có chỉ số chống nắng. Thông thường thì các loại kem dưỡng môi thì các chị em sẽ không để ý đến vấn đề là có thêm thành phần chống nắng. Thì tuy nhiên nếu mà chúng ta thêm cái thành phần chống nắng cho son dưỡng của mình thì sẽ giúp cho da của chúng ta đỡ nhạy cảm hơn và sẽ đỡ được cái tác hại của môi trường và sự phá hủy của tia UV. Điều đó đồng nghĩa với lại làn môi của chúng ta luôn luôn sẽ được khỏe mạnh, luôn luôn căng bóng. Thứ ba là đừng chỉ bôi kem chống nắng cho da mặt. Khi dùng kem chống nắng thì chúng ta thông thường thì sẽ chỉ bôi lên da mặt thôi. Thì tuy nhiên chúng ta sẽ cần bôi thêm lượng kem chống nắng cho cả vùng cổ, vùng tai, cánh tay, cổ và chân. Điều này thì không những giúp bạn trẻ đẹp toàn diện hơn mà nó còn ngăn ngừa cả ung thư da nữa. Cái thứ tư ấy, thì chúng ta sẽ dành thêm thời gian cho quy trình làm sạch. Khi chăm sóc da, thời gian